tới bên phép thuật nè. Chúng mình sẽ làm ai đây ta? Đương nhiên là niềm vui rồi. Nhuộm tóc nè, tô màu cho mắt, bút chì xanh dương, Lali Kadabra. Đừng quên tên nha. Xin chào mọi người. Đây là quà của cậu nè. Đếm và bình luận phía dưới là tớ có bao nhiêu bong bóng nha. Đúng rồi, là 6 quả. Wow, bong bóng kìa. Tớ muốn một quả của cậu nè. Chơi đuổi bắt đi các cậu. Nhanh hơn đi nào. Đứng dậy đi, để tớ giúp cậu nha. Các bạn nhỏ chơi với niềm vui rất là vui vẻ luôn. Ồ, ai đang tới vậy nhỉ? Tránh đường ra đi. Hello. Cậu là ai vậy hả? Nhìn mấy quả bong bóng này đi. Tớ sẽ chọc thủng mấy quả bóng này. Wow, cái gì vậy? Yay, hoa giấy nè. Lấy cái hộp nha. Que gỗ nhiều màu, cắt ra một mảnh, dán vào các mép của hộp. Trang trí hoa lên nào. Cát động lực, đổ cát vào bên trong. Hộp cát đã xong rồi. Các cậu chơi được rồi đó. Các em bé rất thích cát. Đổ vào cái khuôn của tớ đi. Không có gì nha. Chơi chung với nhau vui quá đi thôi. Các cậu làm gì ở đây vậy hả? Tớ sẽ tự chơi một mình. Ừ, nóng nảy đã đuổi mọi người đi hết rồi. Hộp cát là của tớ. Tớ muốn làm gì thì làm. Cho tớ chơi chung với nha. Cậu thì được. Hình như là nóng nảy thích niềm vui đó. Đúng rồi. Tớ có ý này. Xây lâu đài đi. Em bé niềm vui làm đẹp hơn nhiều. À, nhận lấy đi nè. Cậu đang lo lắng, thư giãn đi nào. À, thật á. Nóng nảy và niềm vui đã chơi với nhau rất vui. Lấy một bé búp bê nha. Dùng màu Arenic tô mắt nào. Giờ thì tới lông mày. Lấy chút màu pastel nha. Mang mũ vô. Ướm thử tóc nào. Đẹp lắm. Tỉa tóc bớt đi nha. Cắt tóc vui quá đi. Tới giờ mang quần áo rồi. Bộ này sẽ vừa. Niềm vui ơi, tới giờ mang đồ rồi. Của cậu đây. Sắp hoàn thành vẻ bề ngoài này rồi. Cắt phần đầu đi. Giờ chỉ còn ba lô nữa thôi. Niềm vui đã sẵn sàng đi học rồi. Cảm ơn cậu Lalilu, tớ hào hứng quá đi. Đây là bạn học mới của lớp mình, là niềm vui. Hello. Là cậu ấy kìa. Chào nóng nảy nha. Tớ ngồi ở đây nha. Chỗ này tớ để cặp rồi. Tớ sẽ ngồi với cậu. Cậu để cặp đi chỗ khác đi. Cậu thích như vậy không nào? Không sao đâu. Tới giờ đi học rồi. Các em à, làm bài thôi nào. 3 cộng 2 bằng mấy nè? Viết câu trả lời dưới phần bình luận nha. Em biết ạ. Cho em lên bảng được không cô? Là kẹo sinh gum. Tớ sẽ dạy cho cậu một bài học. Ồ, thô lỗ quá đi mất. Nóng nảy à, cho tớ mượn ba lô của cậu chút được không? Mở ra nào. Lấy vật có hình nhộng ra nha. Đục một lỗ. Cắt một phần đi. Giữa phần mép. Gắn thêm cái cò súng vào. Dán vòng tròn vào. Giờ thì tới tâm nha. Cắt phần đầu đi. Đây đúng là vũ khí đáng sợ mà. Phải để lại chỗ cũ thôi. Nóng nảy đang đi tới tủ của cậu ấy. Ồ, tình yêu ơi, sao mình không thể thú nhận cơ chứ? Tới giờ quậy phá rồi. Cây súng yêu thích của mình đâu rồi ta? Ha ha, đây rồi. Cẩn thận nào. Mục tiêu tuyệt lắm. Nhắm vào. Ủa?
Giỏi lắm. Ồ, cẩn thận nào. Ủa, là cô hiệu trưởng đó. Nóng nảy, lại là em à. Lau dọn chỗ này nhanh lên. Xô cho em nè, cây lau nhà nữa. Mình không muốn lau dọn mà. Niềm vui à, cẩn thận nha, trơn lắm đó. Đỡ được cậu rồi. Cảm ơn cậu. Không có gì, để tao giúp cậu cho. Xong rồi, hết dơ rồi nè. Dọn dẹp cùng với bạn thì nhanh hơn nhiều, còn vui hơn nữa. Ồ ồ, thì ra đây là tình yêu à. Cậu ấy đẹp trai quá đi, người yêu của mình. Đúng là một cặp đôi kỳ diệu mà. Lấy cái lọ đựng từ cành hoa màu đỏ acrylic, những mảnh Lego nữa, gắn vào cái lọ. Gắn vào vòi nào. Lấy tai nghe cũ, để vào một cái lỗ. Hướng dẫn sử dụng ở trên bình. Sử dụng cho những trường hợp khẩn cấp. Niềm vui hẹn nóng nảy cho một buổi hẹn hò. Em ấy trễ rồi. Em ấy đâu rồi? Mình sắp bật rồi đó nha. Em tới rồi nè. Em có bất ngờ cho anh đây. Bịt mắt lại đi. Anh không thấy gì cả. Đi thôi. Anh mở mắt ra được rồi đó. Rạp chiếu phim sẽ là nơi để hẹn hò. Em đã mua vé rồi nè. Anh muốn ăn bắp rang bơ. Hàng dài quá đi. Cho mình một bắp rang bơ nha. Ô không, càng ngày càng ít bắp đi rồi. Một bắp rang bơ cho hai người nha. Xin lỗi, tụi tôi bán hết rồi. Cái gì? Tôi muốn ăn bắp rang bơ. Cháy. Chúng mình phải dập lửa thôi. Bùng cháy thì là vi phạm nội quy trong rạp chiếu phim. Được rồi, để em lau nó cho. Chúng tớ thành thật xin lỗi nha. Đây là giỏ kẹo cho hai cậu nè. Cảm ơn em yêu. Không gì có thể làm gián đoạn buổi hẹn hò nữa rồi. Đến lúc đặt câu hỏi rồi nè. Kết hợp hai thứ lại. Thêm cái miệng nào. Tô màu acrylic trắng lên nha. Cặp chim bồ câu đám cưới đã xong rồi. Em có đồng ý làm vợ anh không? Bay tới nóng nảy đi. Sắp xong rồi. Chưa mà. Sư sư. Ồ, chào em. Ngồi đi nào. Đây là Sebastian, cậu ấy sẽ chơi nhạc cụ cho chúng ta. Lãng mạn quá đi. Sebastian đang làm hết sức mình. Cậu chơi nhỏ lại xíu được không? Anh nói gì em không nghe rõ. Ơ, ồn quá đi thôi. Vậy thì tớ sẽ chơi guitar vậy. Đi chỗ khác đi. Anh à, bình tĩnh nào. Ai cũng có thể làm tổn thương một người nghệ sĩ mà. Xin lỗi em yêu, vẫn chưa kết thúc đâu. Anh yêu em, em có đồng ý làm vợ anh không? Ngạc nhiên quá đi mất. Có chứ, em đồng ý. Đến lúc chuẩn bị cho đám cưới rồi. Lalilu à, may cho tớ một cái váy đi. Đương nhiên rồi. Cắt các mảnh ra. Dùng máy để may lại. Mặc thử chiếc váy đi nào. Cột thắt lưng lại nha. Hoa xanh dương nè. Sau cắt hạt lại với nhau. Đội vòng hoa trên tóc nữa. Bó hoa của tớ đâu rồi? Của cô dâu nè. Thơm quá đi. Đơn giản và thanh lịch. Để tớ dẫn cậu lên lễ đường nha. Niềm vui là một cô dâu hạnh phúc. Chỉ có mình chảnh chọe là không vui như thường ngày thôi. À, người đẹp của anh à. Chiếc váy không được đẹp cho lắm. Chúng ta bắt đầu đi. Tên nhạc sĩ đó lại ở đây. Anh à, đừng bị mất tập trung mà. Hai người có đồng ý trở thành vợ và chồng không nào? Tớ sẽ cho cậu biết tay. Cũng thú vị đó. Mệt quá à. Thứ lỗi cho tớ nha. Cho các cậu nè. Thấy mắt ói quá đi. Tới lúc quăng hoa cưới rồi. Một, hai, ba.
Tối nay em có rảnh không? Chụp hình nhóm để lưu lại kỷ niệm. Tụi mình có gì trong vali đây? Lấy một cái, gắn vào phần đầu nha. Bỏ phần thừa đi. Dán tay cầm vào. Tụi mình có thể làm sinh tố uống rồi. Niềm vui cần vitamin. Là pizza. Mình đói quá đi, phải không con? Tớ mang bữa trưa cho cậu nè. Cậu cầm cái gì trên tay vậy hả? Pizza đó, cậu mới ăn không nè. Cậu cần đồ ăn bổ. Tớ sẽ làm nước sinh tố. Hành tây, phô mai, chuối nè. Để pizza lên đầu. Thấy ghê quá đi. Ngon lắm luôn đó. Người sắp làm mẹ thì hiểu rõ hơn. Nếm thử đi nè. Nghe mùi thơm quá à. Thôi nào ngồi dậy đi. Cậu phải thử nó mới được. Mình cần phải ra khỏi đây ngay. Cậu ấy bị sao vậy ta? Wow, ai ở trong đó vậy? Là em bé xấu tính đó. Dùng màu acrylic để tô mái tóc nha. Chú gấu bông này cho bé nè. Ồ, cậu là cô bé cứng cỏi, cần phải bình tĩnh lại đó. Tuy giả đây. Đặt bé vào khăn nào. Còn đây là cô em gái nè. Bác sĩ ơi, nhanh lên, đến lúc rồi. Đợi một chút nha, cậu cảm thấy sao rồi? Ổn, nhưng mà em bé sắp ra rồi. Đợi tới chút nha. Cậu ấy đi đâu vậy cả? Đi tới phòng sanh thôi nào. Gia đình sẽ chào đón thêm một thành viên mới. Ồ, lâu quá đi thôi. Mình không thể chờ được nữa. Khi nào mới xong vậy? Chúc mừng cậu, đây là bé con của cậu nè. Hooray, cuối cùng cũng được rồi. Go go, bé con của ba. Ngủ đi con. Một em bé khác nữa đây. Hai bé lận à. Dễ thương quá đi. Cho tớ bồng được không? Và đây là bé thứ ba. Gì cơ? Bé thứ ba á? Nhìn không giống nhau cho lắm. Chắc là bị lộn rồi. Niềm vui đã làm tốt lắm. Ồ, các con đáng yêu của tụi mình là sinh đôi nè. Chúc mừng hai cậu đã có con nha. Hai anh chị sắp được làm ba mẹ rồi. Kết quả cho thấy chị nhà đang mang bầu 5 em bé. Bao nhiêu cơ? Đồng la li đô la cuối cùng. Ồ, phải nghĩ cách gì thôi. Lalilu ơi, cậu giúp bọn trẻ vui lên được không? Mỗi tội mình chỉ còn 1 đô la thôi. Đồng ý, cậu chọn vải đi. Ông ánh ha, cậu không mua được đâu. Vậy thì lấp lánh, cũng không đủ tiền. Vậy chọn gì bây giờ? Cậu thấy vải nỉ thế nào? Vậy dùng nỉ ha. Cắt thành các mảnh nhỏ. Tụi mình cùng làm đồ chơi ha. Dùng chỉ làm tóc. Hạt cườm làm mắt. Tèn tèn. Mình làm xong búp bê rồi nè. Mọi người bình luận bên dưới xem tụi mình đã làm được mấy bản búp bê nha. 5, chính xác. Mọi người giỏi ghê á. Đúng như yêu cầu của cậu nha. Mình sẽ tạo bất ngờ cho bà xã. Anh vừa đi đâu vậy? Anh đi mua quà, em xem nè. Trời ơi, chồng em đúng là số 1. Vậy bọn trẻ sẽ ngủ ở đâu hả anh? Anh đã nghĩ ra rồi. Tèn tèn. Anh đúng là người chồng tuyệt nhất thế giới luôn á. Có đủ cả chỗ cho 5 bé nè. 1, 2, 3, 4, 5. Em yêu anh quá đi. Ồ, đáng yêu ghê. Cùng làm một món quà khác ha. Bỏ phần mui xe. Biến chiếc xe thành màu vàng. Chất chưa nè. Gắn chiếc vô lăng nào. Wow, một chiếc xe điều khiển kép. Tụi mình chuẩn bị tắm cho em bé ha. Tiffany siêu giàu có một món quà. Có ai sắp lên chức mẹ không ta? Mình nè. Wow, cái này cho mình hả?
Stephanie, cậu cũng đang có bầu phải không? Tụi mình đúng là chị em tốt. Đã đến lúc mở quà. Là gì vậy? Một chiếc xe dành cho em bé giàu có. Còn có điều khiển nữa nè. Đợi mình với. Tôi muốn trang trí chiếc bụng bầu này. Mời quý khách ngồi. Tôi đã sẵn sàng. Mời quý khách xem các mẫu ạ. Tôi thấy không hợp lắm. Tôi muốn trang trí bằng kim cương cơ. Lalilu ơi, giúp mình. Có ngay. Lấy kim cương giả. Cậu chỉ cần đợi 5 phút là được. Xếp thành hình họa tiết. Đẹp ha. Tiffany ơi, dậy nào. Xong rồi à. Wow, đỉnh của chớp. Cảm ơn nha Lalilu. Anh Sam, cho tôi thanh toán ha. Thank you very much. Cô chủ thấy có ổn không ạ? Rất ổn, tôi phải đi khoe giao diện mới này mới được. Cái gì mà chói mắt vậy ta? Ồ, mắt của tôi. Chắc là tại Tiffany quá rực rỡ rồi á. Wow, phải đeo kính râm lẹ, chói mắt quá đi. À, mắt tôi. Cậu có sao không? Nè, phải giúp cuộc sống của mọi người tươi sáng hơn mới được. Ồ, nặng quá đi. Để anh giúp em. Em gần như không đi được luôn á. Phải làm sao bây giờ? Nghĩ ra rồi. Lalilu giúp mình với. Tới liền. Tụi mình sẽ phân loại đống rác này. Giữ lại cái này để sử dụng. Gắn các bánh xe. Cố định tay cầm. Vậy là được chiếc xe đẩy rồi. Chiếc xe sẽ mang lại cảm giác như đang đi dạo trong công viên. Hãy tận hưởng nó nha. Vậy nào. Chiếc xe sẽ giúp em thấy dễ chịu hơn á. Chloe sẽ không phải vác cái bụng bầu nặng trĩu đi khắp nơi nữa. Tuyệt vời, cảm ơn anh yêu. Tiffany làm lóa mắt cô nàng. Phải đưa cô nàng vào bệnh viện. Bụng của tôi. Lên xe tôi đi, lẹ lên. Nhấn hít để tụi mình đến bệnh viện nhanh hơn nữa nha. Các bé dễ thương quá. Đi với chị nào. Em bé vàng chóe. Ồ, ống ánh nè. Tô màu chiếc tã. Rồi chọn vương miệng. Đội thử nào. Các em bé giàu có đang chuẩn bị được chào thế giới. Các em bé đâu rồi ta? Sẵn sàng gặp mẹ chưa mấy đứa? Chị thấy thế nào rồi? Ồ, cái bụng của tôi. Bác sĩ, chị cứ bình tĩnh. Ồ, con tôi cũng đang đạp nè. Cái này thì quá tải mất thôi. Đã đến lúc rồi. Có chuyện gì vậy? Hy vọng cô Tiffany sẽ mẹ tròn con vuông. Mọi người đừng lo, mọi chuyện ổn rồi. Phép màu nhỏ bé của chúng ta. Tiền nè cưng. Xin chúc mừng là một cặp song sinh. Còn đây là năm bé nhà Thơm và Chloe. Chúng thật đáng yêu. Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời anh. Ai sẽ giúp đỡ các bà mẹ đây ta? Bảo mẫu robot. Sơn màu bạc lên. Cắt một chiếc tạp về. Rồi đội thêm chiếc mũ. Cô robot rất giỏi làm thân với các bé. Cùng đi trông trẻ nào. Bắt đầu. Đói hả con? Hay tả đầy? Con bị sao vậy con? Trông giúp giùm tôi nha. Tôi phải đi nghỉ một lúc. Chúng ta làm gì bây giờ? Robot bảo mẫu bị hỏng rồi. Phải cứu Lucy.
cô trợ lý chịu thua với nhiệm vụ này. Nhìn thế này thì chắc là em bé đang cáu kỉnh rồi. Phải dỗ như nào ta? Đến giờ ăn rồi, mong là sẽ có tác dụng. Giờ là mình tôi gánh tim sao? Dậy đi Ru, em bé đã nhận nhiệm vụ. Đỉnh của chóp nha. Mâm mâm, kẹo Kinder Joy nè. Lấy 5 nữa. Dán chúng lại, rồi gắn lên thanh đế. Tụi mình sẽ sử dụng bánh xe và một chiếc xe đẩy. Cố định tất cả lại với nhau. 2, 3, 4, 5. Xe đẩy này chất à nha. Đến giờ đi dạo rồi. Các bé cưng của mẹ ơi, các con ngủ trưa đi ha. Còn mẹ thì sẽ đọc sách. Trời ơi, gió mạnh quá à. Ủa, các con của mình đâu rồi? Tiffany đang phóng với tốc độ bàn thờ. Cái gì vậy? Một chiếc xe đẩy. Mẹ sẽ đỡ các con. Các bé đều bình an vô sự. Chloe, cho mình xin lỗi nha. Hiu, may mà mọi chuyện đều ổn đó. Cùng làm đĩa đựng xà phòng ha. Đổ ống ánh vào nè. Phần đáy thật lấp lánh. Đổ đầy keo nóng vào khuôn. Rồi thêm một ít bạc lên trên. Bồn tắm sang trọng dành cho em bé siêu giàu. Tiffany dạo này thế nào ta? Có khách đến kìa. Chào cậu. Cậu uống một tách trà ha. Sam sẽ trông chừng bọn trẻ. Vâng thưa cô chủ. Chúng ta phải làm gì tụi nhỏ bây giờ? Mùi gì vậy trời? Anh có sao không? Tắm cho chúng thôi, lẹ lẹ. Vậy thì đi tắm nào. Năm em bé vừa kính chiếc bồn tắm. Vào việc thôi. Cùng thêm bông tắm nha. Chúng ta thành công rồi. Các thiên thần nhỏ của cô đây. Mình cho các con về đây. Lần sau lại đến chơi với mình nữa ha. Háo hức quá. In một tờ giấy rồi dán lại. Tụi mình sẽ cùng chuẩn bị một bất ngờ. Lấy một chiếc nhẫn. Đồng xu đã sẵn sàng. Một xu. Ai muốn trở thành triệu phú nào? Hôm nay Chloe cảm thấy hơi chán. Mình còn bao nhiêu ta? Một xu duy nhất. Biết đi đâu kiếm tiền bây giờ? Cái gì thế này? Vé số à? Mình cần một đồng xu. Trời ơi, mình thắng 1 triệu rồi. Không thể tin được, mình giàu rồi sao? Chúng tôi rất mong được biết câu chuyện đằng sau. Là do tôi gặp may mắn, có vậy thôi à. Hơi to rồi nha. Yay! Xin chúc mừng. Tất cả là nhờ vợ tôi. Đúng là quá may mắn. Có tiếng sột soạt trong bãi rác. Sao em lại ở đây vậy cô bé? Tụi mình về công xưởng sửa soạn lại ha. Để chị tắm cho cưng nè. Gội đầu nữa. Chiếc khăn mềm chưa nè? Em uống chút sữa ha. Ôi da, lại phải dọn nữa rồi. Vẽ chiếc tã mới. Em bé sạch sẽ rồi nè. Ai sẽ là mẹ cô bé đây ta? Cô gái này đang buồn. Tôi muốn có một đứa con. Ai vậy? Người đâu rồi? Một em bé. Đúng là tín hiệu vũ trụ mà. Mẹ sẽ chăm sóc cho con. Nhưng mà không có củi. Lên gác tìm thử xem sao. Mình sẽ tự làm giường. Cũng không khó cho lắm. Có thoải mái không con? Chơi đồ chơi ha. Làm sao để con bớt khóc bây giờ? À, chúng ta đi dạo ha.
Lalilu ơi, bé con đã lớn hơn chút rồi nè, cần có trang phục mới, cậu lo chuyện này được không? Tất nhiên rồi. May một chiếc váy mới nào. Khâu lại thành chiếc váy bồng bềnh. Thêm vết vá nha. Tập tễnh. Xong rồi. Nhờ có cậu cả á. Các bạn nhỏ đang chơi với chú Cún. Cho con chơi với các bạn nha mẹ. Chơi vui nha cưng. Ướt mất rồi. Ủa, sao lại vậy chứ? Mình là Amanda. Tụi mình kết bạn và cùng chơi ha. Chụp nè Cún con. Mình ném nè, chụp nha. Quả bóng đang bay ra ngoài đường. Nguy hiểm lắm á. Ồ, chú Cún chạy mất rồi. Có xe. Tài xế đang không chú ý. Mọi người ra đường phải cẩn thận á nha. Bãi rác có nhiều nguyên liệu chứ nè. Cắt một hình tròn bằng bìa cứng. Chú mèo đang tha chiếc gối nhỏ. Úp, tỉ cao rách rồi. Không sao cả, chỉ cần vá lại là chiếc gối lại mềm mại và ấm áp. Bà lão lao công đang quét vỉa hè. Người ta cứ xả rác hoài. Hello. Mẹ nghe thấy gì không hả mẹ? Có tiếng gì thì phải. Mèo con, mình nuôi chúng đi mẹ. No way. Đi mà mẹ. Thôi không nuôi hết được đâu con à. Nhưng đâu thể bỏ mặc chúng ở đây được ạ. Ok sweetie. Dù sao cô bé cũng là được nhận nuôi mà. Về đến nhà rồi. Mẹ ơi, mèo con chưa có chỗ để nằm. Mẹ con mình cùng làm giường ha. Nhìn mẹ mà học theo nè. Cắt bìa cứng ra nào. Xong rồi. Còn gối thì sao ạ? Hình như nhà mình có ít bông còn thừa nè. Mẹ sẽ khâu một chiếc đệm. Hết sảy. Mình trang trí nó đi mẹ. Cắt thật nhiều hình trái tim. Hoan hô, mèo con đã có chỗ riêng rồi. Con cảm ơn mẹ, mẹ là tuyệt nhất. Chỉ cần con vui là được cưng à. Vài năm đã trôi qua, Amanda đã lớn hơn nhiều. Lấy số đo nào. Thiết kế trang phục. Cậu mặc thử váy đi. Đi tất vào nữa nè. Xăng đan làm từ vải bạc. Amanda luôn tràn trề hy vọng và tin vào những điều tốt đẹp. Cô nàng đang đi bộ trong thị trấn thì bỗng nhiên một cơn gió nổi lên. Ồ, gì đây ta? Mèo đi lạc. Em đây rồi. Móng em bị thương rồi nè. Đừng khóc, để chị giúp cho nha. Gỡ miếng băng gạc ra rồi lau bằng khăn nè. Giờ em thấy sao rồi? Đây là số điện thoại của chủ em hả? Sao chị không để ý từ sớm ta? Cùng gọi và làm họ ngạc nhiên nào. Bé cưng của tôi đâu? May mà cô tìm thấy nó. Thank you very much. Wow. Chuẩn bị các nguyên liệu nha. Lạch bạch, in hình bàn chân nào. Cắt thành tấm lót. Thêm các bộ phận của giày. Phần cổ chân lấp lánh. Dùng chỉ làm dây giày. Rồi đặt vào trong hộp nha. Đôi giày phong cách này sẽ được khen nhiều lắm đi. Hai mẹ con đang đi mua sắm. Mẹ ơi, con muốn mua giày mới. Đôi giày đẹp quá à. Chúng tôi lấy đôi này. Quý khách có muốn giúp cứu trợ động vật không ạ? Một lựa chọn khó nhằn, mua giày hay làm việc tốt đây ta? Cô bé quyết định làm từ thiện. Con gái chị thật nhân hậu. Mẹ rất tự hào về con á. Lần sau lại tới ha. Vậy là Amanda sẽ không có giày mới sao? Con à, con có sao không? Tặng con thứ này nè. Con cảm ơn mẹ.
Nhìn thời trang quá đi, lại còn thoải mái nữa. Con yêu mẹ. Mẹ cũng yêu con cơ nghe. Lấy một cây cọ vẽ. Móng vuốt mèo. Ống ánh nè. Chiếc hộp trống trơn rồi. Đổ nước vào trong nha. Rồi nối dây. Lắp cây truyền nước vào chiếc hộp. Amanda đã trưởng thành. Cô nàng làm việc ở tiệm thú y. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể chị ạ. Mạch yếu quá đi, phải kết nối máy khử rung tim. Chuẩn bị. Cuốn nhà tôi, nó thế nào rồi? Đừng lo, chú cuốn đã ổn rồi. Thank you. Nhẹ hết cả người. Miễn là cứu được chú cuốn thì bao nhiêu tiền cũng được. Tất cả đều là của cô á, bác sĩ. Thank you. Lalelu, cậu chọn đồ cho mình nha. Mình sẽ trả bằng tiền mặt. Có ngay, chỗ này là đủ mua vải và phụ kiện rồi. Giờ thì chuyển đơn hàng cho cô thợ may. Có váy cho cậu rồi nè, người đẹp. Wow. Thay giày mới nữa ha. Và thợ làm tóc sẽ làm kiểu tóc cho cậu. Nice. Mình muốn nghe lời khuyên từ chuyên gia. Vẫn chưa thời thượng lắm. Tôi sẽ giúp cô biến hình một cách hoàn hảo. Thank you. Cần giúp thì cứ gọi tôi nha. Amanda đã trở nên giàu có. Cô nàng mở một trạm cứu trợ động vật. Hello. Tôi muốn quyên góp đồ ăn. Thank you so much. Các bé mèo sẽ vui lắm á. Mọi người đang tụ lại. Mọi người hãy chăm sóc cho các bé nha. Họ đang nhận nuôi các bé thú cưng. Quá là thành công luôn. Các bạn nhỏ đều đã tìm được mái ấm. Thật tuyệt vời. Chúc mừng mũi khai trương hoành tráng của cậu. Ý tưởng tuyệt nhất tớ từng có á. Đưa bé cún này về xưởng nào. Dùng màu acrylic màu vàng. Ai sẽ nhận được giải thưởng danh giá này đây? Đón xem trong chương trình của chúng tôi nha. Bắt đầu quay. Máy ảnh sẵn sàng chưa nào? Chiếc cúp có trong khung hình không? Triển nào. Máy ảnh, diễn. Hôm nay chúng ta được chào đón niềm tự hào của thành phố, Amanda Rosely. Thank you. Mời mọi người xem bản tin về trạm cứu trợ. Rất nhiều người đã trở thành các con sen hạnh phúc. Ồ, dễ thương ghê. Xin được dành tặng bạn giải thưởng cao quý nhất cho người cứu trợ động vật. Cảm ơn sự cống hiến của bạn. Thật vinh dự cho tôi quá. 1, 2, 3, cẩn cảnh nè. Tôi cũng nhận nuôi cuốn từ trạm của bạn á. Wow, tuyệt quá à. Nguyên liệu giao đến cho Lalelu đây nè. Cắt hình tròn ra nha. Cắt các miếng băng nhỏ. Cho chúng vào túi y tế. Băng gạc nữa. Chiếc túi y tế mini có thể đặt gọn trong ví luôn nha. Amanda đang đi dạo trong công viên cùng cuốn cưng. Mình yêu kẹo bông gòn. Georgie, em đi đâu vậy? No. Anh chàng tội nghiệp mất thăng bằng mất rồi. Oh no. Ô không, anh có sao không vậy? Đầu tôi đau quá đi. Để tôi xử lý vết thương cho. May là tôi có mang túi y tế theo nè. Yes, that's it. Một mối tình đang nảy nở giữa hai người họ. Được xem tận mặt người ta yêu nhau luôn. Các nữ anh hùng đang tận hưởng chuyến bay. Chị ơi, cho hỏi. Dạ. Vùng nhiễu sóng. Ô không, chúng mình đang rơi. Mang mặt nạ oxy vào đi ạ. À. Sẽ bị nghiền nát mất thôi. Chào bé nhỏ. Em được định sẵn sẽ sinh ra vào nhà gia đình Giga giàu có đó. Cùng chuẩn bị bảng màu nào. Đến lúc thay tả rồi. Cọ vẽ vào việc nào. Nấm giả của bé siêu giàu có nè. Em bé sẽ sống trong nhung lụa khi còn nhỏ. Nữ anh hùng ở trong bệnh viện. Mình đang ở đâu thế? Em đang ở giường bệnh, đừng lo. Chào hàng xóm.
cô à, đến giờ rồi nha. Ô, em bé của mình. Vui quá đi. Bé con của mẹ. Megan, con bé muốn ăn. Y tá ngạc nhiên. Mình đang ở đâu thế? Đây rồi, bắt lấy. Robot bố em rượt theo phi công. Đứng lại. Cái hũ nè. Chuẩn bị nào. Giấy thủ công. Dán giấy nha. Đế làm bằng xiên gỗ nè. Đây là số tiền tối đa mà gia đình túng quẫn của chúng tôi có thể mua được. Sushi nghèo khó đang làm vườn. Nhiều việc quá đi. Ôi trời, đến giờ ngủ rồi. Phải có giường củi chứ nhỉ. Ngủ nào con yêu. Mẹ sẽ làm việc tiếp đi. Sao vậy con yêu? Con chán hả? Phải có đồ chơi chứ nhỉ. Tốt lắm. Mẹ làm lục lạc cho nè. Thích không nào? Honey, đi cùng Lalilu nào. Cởi áo ra nha. Gắn chân đế vào. Trang trí bằng hoa. Chúng mình có gì nào? Bánh xe nè. Món đồ chơi tuyệt vời dành cho cô bé đại gia nào. Bố em trông chừng tiểu thư Missy. Chú ngựa yêu thích của con đây. Không à, thế còn nàng tiên cá. Nhiều đồ chơi quá. Nhưng bé không thích gì cả. Đừng khóc mà. Hi. Ba nè. Nào con gái, xem ba mang gì cho con nè. Hình như cái này là nút thì phải. Em bé cưỡi ngựa quanh phòng. Vui quá chừng. Ba mẹ chung vui cùng với đồ chơi của con gái. Tấm bìa cứng này làm được gì nào? Thêm chi tiết nữa nha. Đóng lại bằng mặt bàn. Sơn cẩn thận. Nguyên liệu mới. Chỉ sẽ làm thành dây. Các bạn xem video ơi, thấy sao nào? Ai sẽ chơi chiếc đàn này nhỉ? Sushi biểu diễn đường phố để kiếm sống. Giọng hay quá đi. Chiếc mũ chứa đầy tiền. Cơn gió kìa, tiền bay hết rồi. Xe đẩy em bé cũng bay đi luôn. Ô không, Steffi ơi. Em bé được cứu rồi. Nhưng mà cây guitar bị hư rồi. Bé ơi, có sao không? Tránh đường. Xe cứu thương mang Sushi bị thương đi. Chuyện gì sẽ xảy ra đây? Đưa bệnh nhân đến bệnh viện nào. Chúng mình cần băng gạc toàn thân gấp. Lấy khăn giấy nào. Để khô nha. Cắt thành sợi. Quấn hết người cho Sushi. Đến giường bệnh nào. Mitchell và Rachel đến xem cô bé bị thương. Chào, bác có tin xấu đây. Đừng nói là... Ô không, bác sĩ, lộn rồi. Các cô à, bạn các cô nè. Các mẹ vào thăm Sushi. Ô, con ơi. Xin lỗi, anh hả? Chào, đúng rồi, rồi, đến bệnh viện ạ. Vũ em mang cây guitar mới đến. Hoàn hảo quá, vụ tai nạn này đã kéo các mẹ gần nhau hơn. Lấy phần nào nhỉ? Lắp thành vô lăng. Đính hạt vào gốc. Bỏ tàu.
phủ giấy xốp lên nha. Lắp cột tàu và tay chèo. Chà, thuyền bươm nè. Đá quý. Cùng nhau ra khơi chứ nhỉ. Gia đình đại gia Giga đang thư giãn trên bờ biển. Mẹ ơi, con muốn về. Bố em có quà cho con nè. Chà, là thuyền bươm tư nhân. Con sẽ là thuyền trưởng. Mẹ để bé lái một mình. Ôi không, là cá mập kìa. Cô bé đang gặp nguy. Mẹ ơi, cứu. Mẹ ơi. Đến ngay. Robot bố em chạy đến chỗ nước. Em bé được cứu rồi. Không có cô không biết sao luôn. Mọi thứ không sao rồi. Quýt nè. Miếng lưới này sẽ tiện lắm đây. Bỏ phần nắp ra nha. Ồ, bóng poke nè. Đổi màu nào. Lấy dây kẽm quấn quanh nha. Xoắn thành khung. Kết cấu chắc chắn chưa nào. Thêm đồ trang trí. Ai muốn đi nhờ nào. Gia đình đại gia đang đi dã ngoại. Bé con đâu rồi? Con đây ba ơi. Nè, cho con nè. Bóng khí nóng. Muốn lái thử không nào? Dạ có. Vui quá đi. Thích không nào con yêu? Cơn gió lớn nổi lên. Ồ không. Ba cố bắt lấy bóng khí nóng. Và thành công rồi. Cô bé trở về mặt đất rồi kìa. May quá đi. Cùng chơi với cầu lông thôi nào. Cây ATM của Lalilu. Phải rút tiền thôi. Sẽ tiện lắm đi. Nhiều tiền quá. Sắp thành cục nha. Chà, hay quá. Dương tiền. Các mẹ đến thăm đại gia Giga Michel. Cùng chơi với các bạn nào con ơi. Mình có mang trà đến nè. Bóng rơi xuống chân. Chạy thôi. Robot mang nệm tiền đến. Hồ bơi là nơi hoàn hảo để chơi đùa. Bơi cùng đệm là an toàn nhất. Giờ các cô bé có thể bơi rồi. Các bé đều rất vui.